À, hôm nay cho con thì là không ở đây xin đại diện cho quý vị khác ở đây cũng nhân dịp mà thầy đến đây ở đây họ đòi không có gì có muốn gọi là thông tin đến với thầy là trong giờ phút gặp gỡ lần đầu tiên rất là quý giá. Biết đạo huynh đạo tỷ mà với con lâu lâu con sướng không thầy? Còn không quý thì con đi luôn. Tại vì con bây giờ rảnh rang hơn. Trước đây là con nhiều chức vụ ở trong đời của con lắm. Và bên cạnh thì con còn phải làm những việc mà trong cái ngôi chùa của con nữa. Thật sự cái thời gian con nó không còn dư. Thời gian còn lại con còn phải sống cho chính con nữa. Nói gì chứ mình lăng xăng riết đừng mình bỏ quên cái việc thanh tu của chính mình. Vì vậy cho nên là con không có dịp để đến thăm các vị đạo huynh đạo trưởng thôi. Chứ trong trái tim con từ khi mà mình cất bước ly hương, mình trở thành một tu sĩ rồi, thì mình là người của nhân loại. Dù nhân loại không biết mình, thì mình cũng vẫn nghĩ là như thế. Và con nghe lời Phật dạy đó, thì con tự nghĩ là phụ nữ trên đời này là mẹ mình, là chị mình. Còn đàn ông ở trong đời này là ông bà mình, là cha mình, chú mình. Và cái suy nghĩ đó nó làm cho mình lấy thương hết mọi người. Con không có phân biệt các đạo giáo. Và đây là không phải con tự nghĩ ra, mà là lời Phật Thánh dạy. Nếu mình đi tu đó mà mình phân biệt đạo anh đạo tôi, rồi đạo mình mới thương, đạo mình mới quý đó, thì không còn cái nghĩa của chữ tu nữa. Cái chữ tu đó nó không còn lớn. Thì cái gọi là phổ độ đó, cái từ phổ độ đó, tiên thánh hiền Phật đã ngầm chủ ý cho mình rồi, là rộng khắp. Muốn đưa người ta đến một cái chân trời là bình an á, chúng ta phải bỏ bớt cái riêng của mình, cho nên phải nhắm con mắt lại, để một con mắt thôi, để nó không phân biệt. Và sau đó đó là mình phải thương hết chúng sanh vạn loại. Quý vị cái để ý đi, mình tu á, đa phần mình ăn chay nha. Có các đạo tỷ siêng năng ăn luôn cả tháng 7, mà một năm ăn 3 tháng, có khi về già cái mình không thèm ăn những súc vật nữa, ăn chay luôn, ăn chay cả đời luôn. Nhưng mà mình lại hận ai đó. Mình không dám dẫm một con kiến. Mình sợ tội. Mà mình dám dẫm nát một đời người. Mình dám chà đạp một nhân vật nào đó, con mình hay dâu mình hay rể mình, miễn là nó nghịch lòng mình, nó không nghe lời mình, thì mình sẵn sàng mình nói xấu nó sau lưng. Mình sẵn sàng mình chà đạp nó để cho nó mất danh dự. Thì cái việc ăn chay của mình, việc tu đạo của mình, việc bá sám của mình hàng ngày ấy, nó gần giống như nó không có nghĩa lý gì cả. Cho nên có những bậc tôn sư người ta lạy chỉ một lần thôi, nhưng không lạy nhiều. Nhưng mà người ta hiểu được cái ý. Kinh của Phật Thầy, của Tiên Thánh không phải để cho mỗi ngày mình ê a mình đọc. Mà kinh thư của các bậc Tiên Thánh để cho mình học hỏi, mình noi theo. Không phải mình ngồi mà trì kinh Pháp Hoa hay mình trì kinh Địa Tạng, Dược Sư là cái Đức Phật ngồi đó nghe cái lời mình tụng. Mà là mình tụng để rồi mình sáng cái tâm ra, gọi là thân khẩu ý thanh tịnh, để rồi mình bớt đi cái ích kỷ của mình đi. Giữ tâm trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao, thân cùng khẩu ý trọn lành đó. Tức là mình tụng là để mình giữ thân, giữ khẩu, giữ ý của mình thanh tịnh. Mà giữ lúc nào? Giữ lúc mình bị sóng gió. Nhớ kỹ là bình thường không ai đụng chạm đến mình, chưa hay, chưa tu. Cho nên mình nhập thất bao nhiêu lâu, giống như mình tránh gió tránh nắng. Bây giờ nè, có ai mắng giết mình, có ai vu khống mình, có ai tổn thương mình, mất danh dự. Trong đạo tràng này mình làm vinh phó, xong tự nhiên có người nói ổng làm minh phó chứ, cái ổng mong á, ổng làm trưởng á, chứ đơn giản đâu, ông đó có mô dữ lắm á. Cái mình nghe được người ta nói sau lưng mình vậy. Cái điều mình cần làm là mình dằn cái tâm mình, xem cái tâm mình, cái đây là gọi là nhất thần nè. Để tập trung nhìn lại cái tâm mình, coi nó có bao nhiêu cái quận tâm, bao nhiêu những cái ý tứ đối kháng lại cái câu nói đó.
để rồi mình cảm thấy là cái sân si của mình nó có cường độ như thế nào, mình thấy được nó gọi là tri vọng. Thiền sư Thanh Từ gọi là tri vọng, thấy cái vọng tâm của mình rồi, cái mình có khả năng thiền định, có khả năng quán chiếu, có khả năng dẹp trừ cái nóng tính của mình, cái tư duy tiêu cực của mình. Còn không là mình phọt lên liền, mình hỏi sao cô nói tôi vậy, và mình bắt đầu mình đối kháng lại, và cái cuộc cãi vã nó xảy ra, gọi là sân si phiền não đốt cháy công đức là chỗ này. Còn thiền vị người ta sẽ bỏ qua cái câu nói hành lang đó, mà người ta xem mình có giống vậy không. Nếu mình có thì đây là người ta chỉ điểm mình cảm ơn, tại vì con người có nhu cầu tham vọng, có nhu cầu bước lên đỉnh cao của thành công, mình có ý nghĩ đó cũng không có phải là xấu. Bây giờ người ta nói đúng rồi, cho nên mình sửa, thì là mình đừng có để cái ý niệm mình vậy. Còn nếu mình không có thì xem giống như một lời nhắc nhở của đạo tình đạo quên, mình còn biết ơn nữa. Thì người tu không bao giờ thấy cái gì gọi là chướng nạn cả, mà thấy tất cả đều là trợ duyên cho mình hết. Thuận duyên cũng được mà nghịch duyên cũng được. Nhưng mà đôi lúc á, mắc cười lắm, cái thuận duyên á, tức là người ta khen mình, người ta quý mình, người ta tôn trọng ca ngợi mình, lại là làm cho mình ngã mạn, lại làm cho mình tối tăm mặt mày. Lúc này không có thần nhãn nữa, mình làm mắt thấy sắc sinh tâm đắm nhiễm, tai nghe tiếng liền nổi nóng tài đình luôn, không ai chữa chiên gì hết á. Một cơn nổi giận lên không ai mà tài chữa chiên gì hết, mình sân si lên lửa, sân nổi dậy đốt rừng công đức, tại vì mình nhìn tứ bề, mình động tâm hết rồi, còn mình tập trung lại rồi, gọi là thần nhãn rồi, thì mình lại điềm tĩnh, mình lại điềm đạm, mình bắt đầu kiểm soát mình. Cho nên hôm đó nghe đồn tùm lum hết, cái nhiều người cũng nói đó, bữa nay ông lên thế nào ông cũng mắng cho mà thấy. Cái người ta cũng chuẩn bị một số từ ngữ để người ta kháng lại mình, chứ cãi lộn đâu ai chịu mình thua đâu. Nhưng mà mình lên mình vẫn cười, mình lên mình vẫn an nhiên, mình lên mình vẫn làm cái việc phổ đạo của mình thôi. Cái tự nhiên mọi người mới à, thì ra là cái đức tu của cái chú năm chú bảy này nè rất là lớn. Mặc dầu gặp mấy huynh đệ tỷ muội trong đạo á nói đung tung hết, mà ảnh vẫn kiên trì một mực thôi, ảnh vẫn giữ cái tính hạnh đó thôi, thì bắt đầu người ta mới kính nể nè. Còn trước đó thì người ta chưa có kính nể, mới dèm pha sâu lên. Thì con mong rằng là mọi người ở đây cũng có người 50, 70 thất thập cổ lê hy hết rồi. Các đạo huynh ấy, hãy cố gắng nghĩ về chỗ này, vì sau tất cả đó chúng ta không mang theo cái đạo của mình đi, chúng ta để lại hết tất cả những cái gì mà hữu vi ở cuộc đời này, chúng ta chỉ mang đi cái nghiệp thôi. Và trong đó cái lương thiện, cái thanh tịnh mới là cái đưa mình đến Niết Bàn, Tây Phương Cực Lạc, hay trở về nơi mà tòa thánh chánh tông của mình là Phật Tiên Hiền Thánh. Còn tất cả những danh vọng địa vị của mình á, thật lòng mà nói tranh cho đã rồi cuối cùng bỏ lại cho đời, không ai mang theo đâu, mà đôi khi vất vả cả một kiếp sống tu hành của mình. Dạ con xin thành. Cái này con giữ nha.